Chào mọi người đã trở lại đến kênh Cờ Cao Thủ của mình. Và hôm nay Garena đã chính thức ra mắt máy chủ thử nghiệm đợt 3 cho anh em nhá. Thì nó đã ra 2 lần rồi. Thì lần thứ 3 này chưa đủ chỉ tiêu và tiếp tục ra lần thứ 3 tiếp. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em đăng ký cái bản thử nghiệm đợt 3 này. Rồi, thao tác rất đơn giản thôi. Nếu mà anh em có cái Garena ứng dụng trên điện thoại này thì anh em ấn vào. Đó. Thì mình đăng nhập nick chính của mình thì đăng ký đợt 1 rồi và cũng làm về đợt 2 rồi. Bây giờ đợt 3 thì mình đã phải mượn một nick của một bạn để đăng ký luôn cho bạn đấy. Và cũng nói chung là làm video hướng dẫn anh em. Anh em ấn vào cái chỗ này là có mở đăng ký máy chủ thử nghiệm đây. Đó. Ấn vào đợt 3 này. Có hình con Airy. Rồi. Đây. Các kiện tướng thân mến, hội đồng liên quân xin được thông báo kể từ ngày 20 tháng 6 đến 23 giờ 59 phút ngày 25 tháng 6 năm 2017 là bắt đầu từ ngày hôm nay là thứ ba nhá, cho đến chủ nhật tuần này thì máy chủ thử nghiệm sẽ chính thức được mở đợt đăng ký. Tết chủ nhật là nó sẽ đóng. Để tham gia đăng ký các kiện tướng có thể hãy truy cập vào ứng dụng Garena Mobile và website. Đây có cái đường link này đây. Lưu ý đợt 3 có thể kết thúc sớm nếu đạt đủ số lượng tài khoản đăng ký. Mỗi lần nó ra nó chỉ cho anh em đăng ký trong một số lượng thôi. Bằng này người thôi, chứ không cho bừa đâu. Đó. Rồi. Nói chung thì anh em ấn vào cái đường link này. Rồi, nó có chỗ đăng ký đây. Đây là cách đầu tiên nhá. Rồi, cách thứ hai thì anh em vào Facebook. Nếu mà anh em không có ứng dụng Garena thì anh em ấn vào Facebook này. Rồi, tìm đến Liên Quân Trainer. Đây là cái fanpage của mình thôi. Fanpage của mình thôi nhá. Đó đây. Như thế này. Anh em kéo xuống đây, nó có cái đường link là chính thức ra mắt máy chủ thử nghiệm đợt 3. Rồi anh em ấn theo cái đường link này cũng được. Ấn vào theo cái đường link này, mình đã post lên đây rồi. Có thắc mắc gì thì anh em cứ liên hệ nhá. Đó, bản thử nghiệm đây. Thôi không cần đọc cái này vì mình đã hướng dẫn 2 lần rồi thì chắc là nhiều anh em biết rồi. Nói chung nữa làm giống lần 1 lần 2 thôi, mình cứ hướng dẫn lần 3 cho anh em chưa biết. Ấn đăng ký này. Rồi, đây là thời gian đăng ký đợt 3 là từ hôm nay. Hôm nay là thứ 3, ngày 20 tháng 6 năm 2017 đến chủ nhật là 25 tháng 6 năm 2017, kết thúc là lúc 23 giờ 59 phút. Có thể đăng ký sớm nếu mà đủ số lượng rồi. Bước 1 đăng nhập tài khoản của bạn và bước 2 là nhập thông tin cá nhân. Đầu tiên mình làm bước 1 là đăng nhập này. Ấn đăng nhập. Đăng nhập Garena nha, anh em nào mà có Facebook thì đăng nhập bằng Facebook. Rồi, và bây giờ là ghi tài khoản, mình sẽ share đi. Ok, mình đã đăng nhập thành công rồi. Vừa xong là anh em cứ đăng nhập bằng cái tài khoản mà anh em muốn đăng ký đi. Thì đây, mình đã đăng nhập và đăng ký thành công. Đăng ký đang tham gia đợt 3. Thời gian đăng ký đây. Và xin chào, chúc mừng bạn đăng ký tham gia máy chủ thử nghiệm của bạn đã được phê duyệt. Hãy tiếp tục nhập thông tin tại trang chủ của fanpage để biết thêm thông tin mới nhất về thời gian máy chủ và cách đăng nhập nhé. Rồi, khi mà đăng nhập thành công thì nó sẽ gửi cho anh em một thông tin như thế này. Rồi nó đợi trong thời gian nó sẽ duyệt, chứ còn anh em tải bây giờ hiện tại tải và vào luôn ở cái đợt 3 này thì nó chưa được đâu. Chắc chắn nó sẽ máy chủ bảo trì thôi. Rồi đợt bao giờ đợi bây giờ nó chính thức ra mắt, mở cửa cho anh em đăng ký đợt 3 mà tham gia được chơi chính thức ở trên cái máy chủ này thì mình sẽ làm clip hướng dẫn sau. Rồi, đơn giản như thế này thôi. Đó. Rất đơn giản. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi video của mình. Hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.